Thưa quý vị, Thủ tướng Anh tuyên bố những người lãnh đạo liên Âu phải là những người thấy rõ cần thay đổi. Từ London, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng cuộc họp sắp tới giữa ông ta với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ tập trung vào sự thay đổi những người lãnh đạo và chính sách liên Âu. Việc chỉ định cựu Thủ tướng Luxembourg thay thế ông Juan Manuel Barroso hiện đang còn gặp nhiều trở ngại. Tại lễ mừng doanh nghiệp quốc tế ở Liverpool, Thủ tướng Cameron nói rằng ông ta hy vọng người chủ tịch mới của Liên Âu phải là người thấy rõ Liên Âu cần phải thay đổi. Các Thủ tướng Cameron, Michael Rutte và Thủ tướng Thụy Điển Patrick Renfield sẽ họp để thảo luận về sự cải cách Liên Âu. Đã độc lập đội Anh rút khỏi Liên Âu đã trở thành đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử danh biểu Liên Âu, nhận được 27.5% số phiếu toàn quốc, vượt số phiếu dành cho hai đảng chính trị truyền thống Anh là đảng bảo thủ và lao động dưới áp lực trong nội bộ Đảng bảo thủ và áp lực của Đảng độc lập, Thủ tướng David Cameron đồng ý sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 2017 để dân chúng quyết định nằm trong Liên Âu hay rút lui. Trước khi tổ chức trưng cầu, Thủ tướng Cameron nói rằng ông ta có gánh tái thương lượng quy chế hội viên Liên Âu để ngăn chặn làn sóng di dân.